Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. But God, Luffy xin lỗi vì đã làm điều không phải trong khu rừng. Thực sự là đứng trên mảnh đất Elbap, Luffy rất là hạnh phúc và lose my mind. Luffy muốn thưởng thức ẩm thực và văn hóa khi mà được sống trong khoảnh khắc có một và khó có lần thứ hai như thế này. Và đôi lúc thì mình cũng không thể nào mà control được cái cơn đói sôi sục trong bụng mình, nên là nó đã gây ra một hiểu lầm cực kỳ lớn vào ngay lúc này. Trước đây thì Luffy cũng từng chia sẻ về việc là xin ông nội đừng có ép mình trở thành hải quân và all in cho con đường hải tặc với cả Shanks. Thật sự là rất may mắn và biết ơn khi mà ông nội của mình đã đồng ý. Đến khi làm được những điều kỳ diệu từ một sở thích cá nhân của mình muốn nói lời cảm ơn với ông nội ngay tại nơi này. Câu nói xuất phát từ trường hợp cá nhân của Luffy, không có ý cổ suý cho mọi người đi làm cướp biển. Và Luffy thì cũng đã chia sẻ điều này nhiều lần trước giới truyền thông. Nhưng cảm xúc khi đứng trên vùng đất mà mình mơ ước được đặt chân đến khiến cho mình bồi hồi không nói được rõ ý, chứ là mình không phải là muốn quăng miếng, trừ khi là miếng ăn thì nó quăng vào mồm. Đó là những chia sẻ của Luffy sau sự cố mới đây tại ngôi làng Elbap. Luffy thì không gây rắc rối mà rắc rối luôn tự tìm đến Luffy. Cậu ta đang đói thì tự nhiên là thỏ thần nhĩ với cả bầy ong khổng lồ xuất hiện. Mà như Sanji đã nói đấy, mật ong nó là một nguồn protein tự nhiên cực kỳ giàu dinh dưỡng. Thế nên là Luffy không muốn lãng phí. Con mèo mà cậu cùng với anh em đánh bại cũng như vậy. Chẳng qua là nghe thấy tiếng Nami kêu cứu nên là họ mới đến giúp thôi. Bây giờ con mèo đã bị hạ gục rồi, chắc là khó sống. Nghĩ xem không biết rau má có hợp hay không. Thôi coi như là hóa kiếp cho nó. Nhưng mà các cụ đã dạy rồi, miếng ăn nó là miếng nhục. Luffy gây ra cháy rừng khi mà nướng thịt thỏ, lại còn là thỏ thần nhĩ được người dân Elbap xem trọng. Ngọn lửa đang bén tới gần cây Yggdrasil, cư dân nơi đây khá là khó lòng mà để yên cho Luffy đánh chén món tiểu hổ. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với cuộc phiêu lưu tại Elbap của bằng ngũ rơm. Tên của chương 1128 là RPG, nhưng mà không phải là viết tắt của tên lửa chống tăng, mà là trò chơi nhập vai. Cụ thể thì ở đây là các thành viên của băng mũ rơm đang bị đưa vào một trò chơi. Những gì mà chúng ta thấy ở trong hai chapter vừa qua không phải là thế giới thực. Luffy, Sanji, Zoro, Nami và Usopp tất cả đang lạc ở trong một thế giới ảo. Nhưng mà tại sao Usopp vẫn bị tấn công? Đó hoàn toàn không phải là ảo giác. Vậy thì họ đang chơi cái trò gì? Xin mời anh em tìm hiểu trong bài soi chap ngay sau đây. Trang bìa của tuần này là một tranh màu đôi với chủ đề là băng mũ rơm bay trên những chiếc chổi bay của phù thủy. Cạnh họ là một con rồng khổng lồ. Ả băng mặc đồng phục học sinh trường dạy pháp thuật giống như kiểu là trong Harry Potter ấy các bạn. Bắt đầu với phần nội dung chính thì sau khi mà xử lý xong con mèo tấn công Nami với cả Usopp, may cho nó là Luffy vẫn còn no nên là cậu ta tạm tha cho con mèo. Theo đề nghị của anh rổ, cả nhóm quyết định đi hỏi đường ra biển để tìm đồng đội. Tất nhiên là cách tốt nhất là phải hỏi dân bản địa. Băng mũ rơm đến một nơi mà họ nghĩ là ngôi làng của người khổng lồ, nhưng mà rồi tất cả ngã ngửa ra khi phát hiện ra rằng cư dân ở đó không phải là người khổng lồ. Đây là cú lừa đầu tiên mà Oda dành cho chúng ta. Nãy giờ thì băng mũ rơm chỉ lang thang trong thế giới trò chơi, họ đã bị giam trong đó mà không hề hay biết. Xem ra chính nhân vật bí ẩn ở cuối chapter 1124 đã làm việc này. 6 người mất tích là những người đã gặp Dory với cả Brogy ở Little Garden. Trong chương 1127, Nami cầu cứu Luffy, Zoro và Sanji, thậm chí là Usopp cũng được. Vừa hay thì họ cũng chính là 4 anh hùng đã tới để giúp Nami tiêu diệt băng A Long. Oda thì đang ủ mưu gì đó liên quan tới nhóm thành viên đời đầu của băng mũ rơm và rất có thể người quen cũ của họ sẽ xuất hiện và đóng vai trò quan trọng trong arc Elbap lần này. Trở lại một tí với nhóm Luffy, khi mà họ phát hiện cư dân ở đây không phải là người khổng lồ, tất cả lập tức tìm hiểu nơi mình đang đứng là chỗ nào. Tại sao mọi thứ đều lại là Lego? Hóa ra là toàn bộ vương quốc này chỉ là một ảo ảnh thôi, đó là một hộp đồ chơi đặt bên trong một căn phòng khổng lồ. Người đã tạo ra hộp đồ chơi này được gọi là Thần Mặt Trời, đây cũng chính là kẻ đã nhốt băng mũ rơm vào trong chiếc hộp đó. Ngoài ra thì rất nhiều người cũng bị nhốt cùng băng mũ rơm. Họ sống trong ảo cảnh quá lâu nên cũng dần coi nó là thật. Thực ra thì cái cây Yggdrasil kia chỉ là mô hình, còn người đã tạo ra hộp đồ chơi Lego đó lâu lâu thì vẫn xuất hiện trong vai trò giải cứu thế giới các bạn. Rồi được những cư dân trong thế giới ảo này gọi với cái tên là Thần Mặt Trời. Ban đầu thì mình cứ tưởng con mèo khổng lồ kia nó ăn trái Joan Neko Neko, Nomi màu đen sư tử, nhưng mà tình hình này thì chắc không phải. Nó biến hình cũng là do ảo giác. Chưa rõ là lý do gã Thần Mặt Trời fake kia bắt con người giam vào hộp đồ chơi là cái gì, chỉ biết rằng là hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của băng mũ rơm rồi. Không cam tâm bị nhốt ở đây, các thành viên băng mũ rơm hợp sức đập vỡ bức tường. Cũng may đó là vách của cái hộp và họ đã thấy được khung cảnh ở bên ngoài. Nhóm Luffy bất ngờ khi nhìn thấy Chopper đang bị trói ở bên ngoài cái hộp. Khi mà họ định trèo ra ngoài rồi cùng bỏ trốn thì đột nhiên, wow, chủ nhân của cái hộp quay về. Người được xưng tụng là Thần Mặt Trời bước vào trong phòng. Đó là một gã khổng lồ đội một cái hộp sọ hiêu ở trên đầu. Ông ta đã chứng kiến cảnh băng mũ rơm cố gắng thoát ra khỏi thế giới ảo do mình tạo ra. Chương này kết thúc với cảnh băng mũ rơm leo lên trên lưng con mèo khổng lồ ở chương trước và rồi chạy trốn, còn vị Thần Mặt Trời thì đuổi theo họ. May mà Luffy chưa làm thịt con mèo đấy. Xem ra cái gã Thần Mặt Trời này là phường mê tín dị đoan ở Elbap rồi, lợi dụng lòng tin vào Nika của người Elbap để bày trò. Đen cho hắn là khi mà gặp đúng phải Nika xịn mẹ luôn. Ngoài ra thì mình nghĩ con mèo kia sẽ dẫn nhóm Luffy đến chỗ hoàng tử Loki. Chú mèo khổng lồ này là động vật ở Elbap hàng rêu.
Do tính cách ham chơi kiểu nó là vô tình mò đến nhà của gã thần mặt trời pha kè rồi bị nhốt vào trong chiếc hộp. Nhờ có băng mũ rơm mà nó mới thoát ra được. Con mèo đầu đội vương miện còn khoác áo choàng, rất có khả năng là thú cưng của giới quý tộc cao bắp. Mà ở vương quốc này thì người có đủ tư cách ở đội vương miện cũng chỉ có hoàng gia thôi. Và mình nghĩ đây là con mèo mà hoàng tử Loki đang nuôi. Thoát nạn rồi thì nó sẽ chạy về lâu đài tìm chủ nhân và đưa các thành viên băng mũ rơm tới chỗ Loki. Cuộc phiêu lưu của Elbap bây giờ mới chính thức được bắt đầu. Thời lượng trước này vẫn là hơi tương đối ngắn, chắc là Oda bận bịu với dự án live action mùa thứ hai. Tin vui là tuần sau anh em mình tiếp tục có chương mới và đó cũng sẽ là thông tin cuối cùng trong video ngày hôm nay. Mình sẽ liên tục cập nhật cho anh em ngay khi có thêm những tin tức mới. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.